Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTN News. Tâm điểm chiến sự Nga, Ukraine, chiều ngày 7 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tin chính thức, những tiêm kích F-16 đầu tiên từ Hà Lan đã có mặt ở Ukraine. Ukraine dồn dập tấn công vào Crimea, nổ trung chuyển hai sân bay quân sự của Nga. Ukraine chấp nhận mất đất ở miền Đông để gây tổn thất cho quân đội Nga. Quân đội Ukraine thiêu rụi đoàn tăng bọc thép của Nga gần làng Toski, Donetsk. Nga bắn hạ máy bay phản lục quân sự của chính mình khi đang thực hiện nhiệm vụ ném bom ở Ukraine. Ukraine sẽ phát động một cuộc tổng phản công mới vào năm 2025. Tất cả sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin ngay sau đây. Tình chính thức, những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên từ Hà Lan đã có mặt ở Ukraine. Kính thưa quý vị, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Hà Lan đã tới Ukraine. Điều này được Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ruben Brekenmans tuyên bố vào Chủ nhật ngày 6 tháng 10 trên mạng xã hội X. Vào ngày 6 tháng 10, ông Ruben Brekenmans đã có chuyến thăm không báo trước tới Kharkov. Ông viết, lần đầu tiên tôi có thể chính thức thông báo rằng những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Hà Lan đã được chuyển giao cho Ukraine. Điều này thực sự cần thiết. Ở Kharkov, tôi thấy thiệt hại do các cuộc không kích của Nga và thường xuyên nghe thấy tín hiệu không kích. Bộ trưởng Brekenman cũng cho biết, số 24 máy bay còn lại sẽ đến Ukraine trong những tháng tới. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng đã công bố kế hoạch hành động đối với UAV. Ông Brekenman nói, Chúng tôi tiếp tục đóng vai trò dẫn đầu trong việc hỗ trợ Ukraine. Với 400 triệu euro, chúng tôi sẽ cung cấp máy bay không người lái hiện đại để trinh sát, phòng thủ và tấn công. Gần một nửa trong số đó sẽ được phát triển ở Hà Lan. Như đã đưa tin vào ngày 27 tháng 9, Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố rút khỏi trang bị những chiếc máy bay F-16 cuối cùng dự kiến được chuyển giao cho Ukraine. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng nước này chính thức chia tay với chiếc máy bay huyền thoại. Ukraine dùng dập tấn công vào Crimea, nổ trung chuyển hai sân bay quân sự của Nga. Vào đêm ngày 7 tháng 10, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ sân bay Belbek ở Saki, Crimea. Khoảng nửa đêm, người dân địa phương báo cáo về một vụ nổ mạnh có thể nghe rõ ở các vùng Saki, Simferopol và Krasnokrovarsky của Crimea bị chiếm đóng. Các nhà báo của Kremlin Quint đưa tin công khai rằng, người dân địa phương đếm được tổng cộng 12-15 đến 15 tiếng nổ lớn. Trong suốt thời gian này, người ta cũng nghe thấy tiếng nổ súng máy ở những khu vực này. Một lúc sau là tiếng nổ lớn thứ hai bắt đầu. Nguồn tin viết rằng đã có ít nhất một đoàn tấn công trúng khu vực sân bay Novo -Fedofka. Suốt thời gian này, tín hiệu không kích vang lên khắp Sevastopol. Nga đã quyết định nhanh chóng điều động toàn bộ máy bay có mặt trên lãnh thổ ở sân bay Belbek. Vào khoảng 1 giờ, một đám cháy lớn bắt đầu bùng phát ở khu vực sân bay. Tuy nhiên, nguồn gốc của nó vẫn chưa được biết. Chính quyền chiếm đóng đã công bố tín hiệu không kích trên khắp Crimea, đồng thời Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Theo truyền thống, Nga thông báo tất cả đều bị bắn hạ nhưng không có thiệt hại hay thương vong. Chỉ một ngày trước đó, các trang báo Nga viết rằng Kiev được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào bán đảo và mục tiêu được cho là cầu Kerch. Ukraine chấp nhận mất đất ở miền Đông để gây tổn thức cho quân đội Nga. Vừa qua, lực lượng Ukraine đã phải liên tục rút lui ở vùng Donbass khi vấp phải đà tiến mạnh mẽ của quân đội Nga. Có ý kiến cho rằng Ukraine đang chủ động những không gian để gây tổn thất cho quân Nga. Chiến lược này của Ukraine liệu có thực sự hiệu quả? Từ đầu năm 2024 đến giờ, thì Ukraine đã đánh mất một loạt thành phố, thị trấn, làng mạc ở miền đông vào tay của quân đội Nga. Lực lượng Ukraine thường rút lui sau những trận chiến quyết liệt và đôi khi kéo dài hàng tháng trời. Thị trấn Marinka của Ukraine là nơi đầu tiên thất thủ vào tháng 2. Báo hiệu, Nga đã lấy lại đa tiến công trên chiến trường. Sau đó là thị trấn Adyvka, một trung tâm công nghiệp nơi binh lính Ukraine từng phải cố thủ trong một mê cung chiến hào và bonkey. Cuối cùng, tuần qua, Ukraine đã phải rút quân khỏi thị trấn Oleda-Voleda, một thị trấn nhỏ nằm trên đồi cao với vai trò thèn chốt trong hệ thống phòng ngự của Ukraine ở vùng Đông Nam. Đối với nhiều nhà quan sát bên ngoài, việc Ukraine phải rút quân một cách chậm rãi là điều đặn khỏi vùng Donbass. Đó là dấu hiệu cho thấy chiến tranh giữa đôi bên sắp đến hồi kết thúc và thế thượng phong thuộc về Nga. Tuy nhiên, nhiều viên chỉ huy và chuyên gia quân sự của Ukraine thì lại cho rằng giành giật lãnh thổ chỉ là một phần, còn có một cuộc chiến quan trọng hơn đó là làm tiêu hao lực lượng của nhau và theo họ, chiến sự giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang giai đoạn tiêu hao, trong đó mỗi bên được cố gắng làm kiệt sức của đối phương bằng cách gây cho đối phương tổn thất tối đa, khiến họ không còn sức lực và ý chí để tiếp tục thàn chiến. Mykola Belaskov, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của chính phủ Ukraine, gọi cách tiếp cận này của Ukraine là đổi không gian lấy tổn thất của Nga. Ý tưởng chính ở đây là Ukraine chấp nhận rút chạy khỏi các thị trấn sau khi đã buộc Nga phải trả cái giá cao nhất về nhân lực và khí tài trong quá trình tiến công những thị trấn đó. Frank Stefan Gaidi, nhà phân tích quân sự tại Vienna, Áo, cho rằng nhân tố quyết định chiến thắng trong chiến sự Nga-Ukraine hiện nay không phải là ai kiểm soát Oleda hay các thị phần và thị trấn tiền tuyến mà Nga đã sử dụng bao nhiêu lính để chiếm Oleda, còn Ukraine thì phải dùng bao nhiêu quân để bảo vệ thị trấn này. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2024, quân đội Ukraine thừa nhận họ đã rút lui khỏi thị trấn Oleda để bảo toàn nhân lực và vũ khí khí tài. Trong bài phát biểu vào tối ngày 2 tháng 10, tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là làm kiệt sức đối phương. Ukraine hy vọng rằng tổn thất của Nga sẽ lớn đến mức Kremlin không đủ sức để duy trì chiến tranh vũ trang và điều này sẽ xảy ra trước khi Ukraine rơi vào tình trạng tương tự hiện nay không rõ cách tiếp cận này của ukraine có hiệu quả đến đâu vì thứ nhất nga có nguồn nhân lực dồi dào hơn ukraine và nga cũng đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất vũ khí thứ hai nhiều vị chỉ huy ukraine cũng quyết định cho lưu quân nếu việc cố bám trụ khiến đơn vị của họ bị tổn thất lớn về sinh mạng nói cách khác hiện không rõ ukraine sẽ phải từ bỏ thêm bao nhiêu lãnh thổ nữa thì mới làm cho quân nga kiệt sức Quân đội Ukraine thiêu rụi đoàn tăng bọc thép của Nga gần làng Toski, Donetsk. Tại khu vực Donetsk, quân đội Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công mới của Nga theo hướng làng Toski. Liễu đoàn cơ giới số 60 cho biết họ đã ngăn chặn được quân xâm lược Nga và gây ra tổn thức cho họ. Bộ chỉ huy Nga đã triển khai một số xe bọc thép để tấn công, được phủ bằng lớp phủ bảo vệ từ máy bay không người lái FPV. Tuy nhiên, sự bảo vệ này không giúp được gì cho quân xâm lược và máy bay không người lái FPV của Ukraine đã bắn nổ một chiếc xe tăng của Nga, Quân đội đưa tin, một cuộc tấn công khác của kẻ thù là một thành công nữa của Lữ đoàn 60. Máy bay không người lái FPV của đơn vị máy bay không người lái FPV Vida đã nhắm chính xác vào xe tăng Nga và dán một đòn tàn phá. Máy bay không người lái tấn công đã khiến cho đạn dược trong xe tăng phát nổ, gây ra một vụ nổ lớn. Bình luận về video này, quân đội dục ra nói rằng, vụ nổ mạnh đến mức có lẽ đã được nhìn thấy ngay cả trên trạm ISS. Một quái vật sắc của kẻ thù đã bị tiêu diệt nhờ vào kỹ năng của những người điều khiển máy bay không người lái và lòng dũng cảm của những người bảo vệ. Bộ tộc tham mưu Ukraine cho biết quân xâm lược Nga đã 14 lần cố gắng đẩy lùi quân đội ra khỏi vị trí của họ ở khu vực Liman, gần Rus, Zeslubiska, Neski, Novosadov, Zachitny, Toski, Hryhostrykav và Diprova. Bộ tổng tham mưu cho biết 11 trận chiến đã hoàn thành, 3 trận vẫn đang diễn ra. Vào tháng 9, thì các nhà phân tích của Deep State báo cáo rằng lực lượng phòng thủ của Ukraine đã giành lại vị trí của họ gần Torsky, khu vực Donetsk. Trước đó, thì lữ đoàn cơ giới số 60 đã thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Kubiansk. và tháng 3, có thông tin cho biết lữ đoàn này đã giữ vững phòng tuyến ở khu vực Liman. Nga bắn hạ máy bay phản lực quân sự của chính mình khi đang thực hiện nhiệm vụ ném bom ở Ukraine. Có những báo cáo chưa được xác nhận rằng một máy bay hoặc máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ trên vùng Donetsk của Ukraine vào thứ Bảy, có thể là do hỏa lực nhầm. Theo tờ báo Ukrainsk Pravda, máy bay của Nga đã phóng bom dẫn đường vào vị trí của Ukraine và đã bắn hạ quân lính của mình trên mặt đất. Các cảnh quay được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một máy bay bị trúng tên lửa trên không và phần còn lại của một máy bay sau khi nó rơi xuống đất. Mặc dù không rõ liệu chúng có thể được chụp từ một vụ việc hay không, một cựu cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho rằng máy bay bị bắn hạ là máy bay phản lực tấn công mặt đất Su-25 hoặc máy bay không người lái hạng nặng Hunter S-70 mới nhất của Nga. Lực lượng Nga đã tiến chậm rãi vào khu vực Donbass phía đông của Ukraine, nơi mà Tổng thống Vladimir Putin đã sát nhập vào tháng 9 năm 2022, nhưng đã phải trả giá bằng thương vong nặng nề. Đầu tuần này, thì quân đội Ukraine xác nhận đã rút khỏi Volodya, một thành phố ở tỉnh Donetsk, có dân số trước chiến tranh khoảng 14.000 người, sau nhiều tuần giao tranh dữ dội. Tuy nhiên, quân đội của Putin vẫn đang phải vật lộn để chiếm lại một số khu vực thuộc tỉnh Kursk của Nga, đã bị quân đội Ukraine chiếm giữ trong cuộc tấn công bất ngờ vào tháng 8. Trích dẫn của một nguồn tin trong lực lượng không quân Ukraine, Ukrainsky Pravda đưa tin một máy bay Nga đã bị bắn hạ trên Donbass trong một vụ hỏa lực thân thiện. Tờ báo cho biết máy bay bị bắn trúng khi thả bom lượng, một thiết bị nổ lớn nhưng trẻ tiền đã được sử dụng để phá hủy các hệ thống phòng thủ của Ukraine. Các blogger quân sự Nga cũng đưa tin một trong những máy bay của họ đã bị phá hủy, mặc dù một số chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Anton Gerashchenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã chia sẻ một đoạn phim về một chiếc máy bay bị phá hủy trên X và nói thêm. Các video trực tuyến cho thấy một chiếc Su-25 của Nga bị rơi ở khu vực Donetsk. Có thông tin chưa được xác nhận rằng có thể đây là vụ bắn nhầm của quân đội Nga. Gerashchenko sau đó cho biết chiếc máy bay đó có thể là máy bay không người lái Hunter S-70 của Nga, được cho là đang thực hiện chuyến bay trinh sát, trích dẫn từ kênh Telegram của quân đội Nga. Tạp chí Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine để xin bình luận vào thứ Bảy qua email ngoài giờ làm việc thông thường. Riêng hôm thứ Bảy, quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy cảnh một xe tăng của Nga bị phá hủy bằng máy bay không người lái, thả chất nhiệt nhôm nóng vào xe tăng. Một số video được công bố cho thấy máy bay không người lái rồng của Ukraine thả chất nhiệt nhôm, một hỗn hợp gồm nhôm và gỉ sét cháy ở nhiệt độ cực cao, xuống các vị trí của Nga trong vài tuần qua. Thứ Bảy cũng đã chứng kiến Bộ Quốc phòng Ukraine công bố ước tính mới nhất về số thương vong của Nga trong 24 giờ qua. Kiev tuyên bố rằng Nga đã phải chịu 1.280 thương vong và mất 8 xe tăng cùng với 31 xe chiến đấu bộ binh trong giai đoạn này, mặc dù Newsweek chưa xác minh độc lập tuyên bố này. Angelica Evans, một nhà nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, báo cáo rằng tính đến ngày 3 tháng 10, Moscow đã kiểm soát 98,8% tỉnh Luhansk của Ukraine hai tỉnh Luhansk và Donetsk kết hợp lại tạo nên Donbass. Ukraine sẽ phát động một cuộc tổng phản công mới vào năm 2025. Quân đội Ukraine đang tích lũy vũ khí và nhân lực cho một toàn tỉnh lớn vào thời điểm đầu năm 2025. Vào năm 2025, lực lượng vũ trang Ukraine có thể lại tiến hành phản công Tờ báo Sunday Times của Anh đã đưa ra nhận định này và lưu ý rằng Kiev hiện đang cố gắng thành lập các đơn vị mới và trang bị cho những lữ đoàn hiện có vũ khí và trang thiết bị quân sự tối tân do phương Tây viện trợ. Lấy ví dụ, ấn phẩm đề cập với tình hình với lữ đoàn 159, đơn vị này đã được nâng cấp từ bộ binh thường sang cơ giới hóa và hiện đang được trang bị nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân do các nước NATO sản xuất. Theo một số báo cáo, cựu tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, đang tích cực tham gia vào quá trình này. Nhân vật trên thậm chí còn chụp ảnh với lá cờ chiến đấu mới được cập nhật của lữ đoàn. Trước tình hình trên, thì báo chí Nga nhắc lại việc nỗ lực phản công trước đó đã được Kiev thực hiện vào mùa hè năm 2023 ở vùng Zaporozhia, với hy vọng sẽ đẩy được quân Nga tới khu vực biển Azov. Tuy nhiên, các lửa đoàn của quân đội Ukraine được trang bị theo tiêu chuẩn NATO đã không thể vượt qua, ngay cả khu vực phòng thủ chiến thuật của quân đội Nga. Trong khi đó, họ phải chịu tổn thất lớn về nhân sự và trang thiết bị. Giờ đây, khi quân Nga đang tiến hành một cuộc tấn công ở Donbass, và các sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine đang nói về hoàn cảnh khó khăn trong các đơn vị của họ, thật khó để tin vào triển vọng cho một cuộc phản công mới. Mặc dù vậy, Moscow sẽ cần phải tính đến hai yếu tố mới trong quân đội Ukraine, đó là chiến đấu cơ phương Tây và tên lửa tầm xa sẽ được sử dụng trên quy mô lớn. Những phương tiện tác chiến và vũ khí này có thể thay đổi cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin mời quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.gmail.com. Một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị tại những bản tin kế tiếp.